Đây là mấy cái hộp nhị hoa nghệ tây mà mình mới mua về, để một phần mình mua giùm bạn, một phần mình mua làm quà. Thì nghe nói là cái loại này á, mình uống như trà, mình ngủ rất là ngon. Thì mình cũng giới thiệu cho các bạn cái loại mới này nè. Thì cái sợi nhị hoa nó rất là lớn, nó không có giống như vụn vụn nhỏ nhỏ như những cái loại hiệu khác. Mỗi một hộp như vậy là 3 gram. Trong này có 3 gói. Trong này có 3 gói thì mình sẽ mở ra cho các bạn coi. Ồ, xíu lại rồi. Tay cái này mà gửi về Việt Nam thì có 3 gram mà phải gửi một cái bình này tốn tiền cước dữ, mà nếu mà tháo ra thì mình không có giá trị. Đây. Cái mùi thơm chứ. Cái nhị hoa này nó rất là lớn, nó dài. Trong khi cái loại mà mình mua lúc trước á, nó vụn, nó nhỏ xíu. Đây mà cái loại này cũng đã mấy đồng 1 gram, nhỏ xíu à. Các bạn nhìn cái này nè, lớn hơn nhiều. Có đều gói trong cái bọc ni lông thì nhìn nó không có giá trị, nhưng mà hàng này là từ cái cửa hàng rất là tin tưởng, cho nên mặc dù bao bì vậy thôi nhưng mà mình vẫn tin tưởng hàng chất lượng. Dài ghê chưa? Cái gì hay rất là dài. Mình rót miếng nước nóng với bác.